bạn chuyên chấm cắt tóc dài, bạn chuyên dòng chạy là 80 PS2, trên 40 PS2, dưới 40 PS2. Dòng tương đối to. Bê tông Thọ Hà. Đây là hai trụ vòng chính. Tầm khoảng bao nhiêu khối anh? Dạ.
gian này là gian bếp, gian trong cùng là gian phòng ngủ, đến khu vực cầu thang và đến phòng thờ. Đây là hai gian này là dùng phòng khách. Các phòng ngủ kia trong kia có một nhà vệ sinh. Điều này tính ra là cái gì mà là cái gì 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 là cái